Quý vị thân mến, Tuổi Dần cầm tinh con hổ, hùng được tượng trưng cho sức mạnh, uy quyền trong 12 con giáp, có thể coi người tuổi Dần là người phức tạp và khó đoán nhất trong 12 con giáp. Họ là những người năng động và thú vị, họ độc lập nhưng đôi khi cũng bốc đồng, vô ích, pha chút ích kỷ. Người tuổi Dần mệnh chủ có phúc tinh, có người che chở nên gặp dữ hóa lành. Họ có tài năng hơn người, đại dũng cảm dám nghĩ dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Theo tử vi trọn đời tuổi Dần, người tuổi hổ mệnh có phúc tinh có người che chở nên gặp giữ hóa lành họ có tài năng hơn người lại dũng cảm dám nghĩ dám làm vì thế mà có thể làm nên đại sự tính cách người tuổi dần nhiệt tình thẳng thắn cũng rất lạc quan cá tính mạnh mẽ song đôi khi độc đoán chuyên quyền người này ưa mạo hiểm có ý chí làm nên nghiệp lớn họ tự tin cũng được người khác tin tưởng người này có tố chất lãnh đạo không thích phục tùng người khác cũng không thích bó buộc họ thích đón nhận những thách thức mới dù khó khăn cũng không lùi bước nếu có thể sống theo ước mơ theo đuổi những gì mình lựa chọn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này đây là người giàu cảm xúc có nhân duyên tốt tuy nhiên tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu vì chuyện hôn nhân tình yêu trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha luôn một lòng chăm sóc cho gia đình có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm nên chú ý ăn uống giữ gìn sức khỏe họ rất giỏi giao tiếp và là cảm hứng cho tất cả mọi người họ thích được hoạt động và thử những điều mới. Rủi ro không phải là một vấn đề đối với họ. Họ sẽ hộ mệnh, bảo vệ và truyền cảm hứng cho mọi người khi họ thực hiện bất cứ điều gì. Người tuổi dần có thể hay ngạc nhiên nghi ngờ và thiếu kiên nhẫn. Họ sẽ chạy theo một xu hướng nào đó và sau đó sẽ đình trệ lại và thiếu quyết đoán trong những bước tiếp theo. Khi họ cảm thấy bị xúc phạm, họ thậm chí có thể tìm cách trả thù. Người tuổi dần vốn lãng mạn, họ là những người quyến rũ nhất trong 12 con giáp, cũng là những người đồng nghiệp tốt nhất bản tính của người tuổi dần rất ích kỷ nếu như tâm tư của họ bị tổn thương thì tiền bạc hay quyền lực danh tiếng sẽ chẳng là gì hết khi đó họ trở thành kẻ nhỏ nhen xấu xa lòng phục thù sẽ khiến họ có thể làm bất cứ chuyện gì tuổi dần căm ghét bị người khác coi thường hai khuyết điểm lớn của người tuổi dần là thô bạo và do dự thiếu quyết đoán đây chính là mâu thuẫn nếu như họ biết cách hài hòa hai điểm đó họ sẽ thành công giai đoạn đầu trong cuộc đời người tuổi dần có lẽ là êm đềm nhất khi mới trưởng thành, họ học cách kiềm chế tính nóng nảy của mình. Tuy nhiên, tính cách đó có thể hủy diệt họ thời kỳ thanh niên và trung niên, khi họ mãi miết theo đuổi thành công và hoàn thành mớ của mình. Nếu biết vứt bỏ áp lực, thả lỏng mình, để được nhẹ nhõm thanh thản thì tuổi già của họ sẽ được bình lặng. Song điều đó rất khó khăn vì anh ta sẽ hối hận vì những việc đã làm, rồi cảm thấy dằn vặt giữa đau khổ và vui sướng, cho nên anh ta sẽ không làm như vậy. Tóm lại, cuộc đời của người tuổi dần khá thất thường lúc ngập đầy tiếng cười khi nước mắt ràn rụa, có khi cảm thấy vô cùng thất vọng. Thế nhưng họ lại không cần ai thương hai cả. Nếu cho phép họ sống trọn vẹn với cách mà họ đã chọn thì cuộc sống sẽ đem nguồn cảm hứng vô hạn. Họ chính là những người lạc quan số một, luôn đón đợi những thách thức mới. Điểm đặc trưng tính cách người tuổi dần Người tuổi dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Người tuổi dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự thông minh có tầm nhìn xa rộng những chú hổ học hỏi rất nhanh có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc trong suốt cuộc đời mình người tuổi dần đổi việc rất nhiều họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai quyết đoán và dũng cảm người tuổi dần chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách Họ thích đương đầu với khó khăn thử thách và không bao giờ dùng chân tìm lối khác. Họ luôn muốn bảo vệ kẻ yếu hơn bằng lòng quả cảm của mình. Người sinh năm dần khoan dung độ lượng, mạnh mẽ kiên cường, có tấm lòng lương thiện, từ bi đối xử với người, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ người khác. Họ là những người tài năng và nổi bật giữa đám đông, có tinh thần trượng nghĩa, không bàn danh lợi. Theo luận giải tử vi trọn đời tuổi dần, người tuổi hổ rất được lòng người, phụ nữ thường thông minh, nhân hậu, tìm vận phúc khí tốt, trung vận gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều chìm nổi cuộc đời, tới hậu vận có nhiều cơ hội tốt, đức cao vọng trọng, được nhiều người kính nể. Tính cách mạnh mẽ khiến người tuổi này có phần trắc trở trong chuyện tình duyên, dù đã nên duyên vợ chồng hay còn đang độc thân cũng đều nên đối xử chân thành với đối phương, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, dành thêm thời gian vun đắp tình cảm, thắt chặt mối quan hệ. Con giáp này cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người kiên để đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm sóng gió lại kém trong khả năng hợp tác làm việc với người khác nên dễ bị đối thủ cô lập nên khắc phục nhược điểm này để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa ưu điểm của người tuổi dần là sự tự tin dám nghĩ dám làm tuy tính cách có phần cố chấp thậm chí độc đoán chuyên quyền song họ không e ngại trước bất cứ thách thức nào dám mạo hiểm dám theo đuổi ước mơ luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân người này có ý chí mạnh mẽ như đàn ông nhiệt tình dũng cảm khi làm việc luôn mạnh dạn nêu lên ý kiến hành động dứt khoát rõ ràng họ luôn giữ chữ tính đã nói là làm không bao giờ hối hận giàu lòng hào hiệp trượng nghĩa cũng rất thích thể hiện bản thân người này có nhân duyên rất tốt tuy nhiên họ thường ít khi suy xét kỹ càng trước khi hành động thích làm việc theo ý mình đam mê chinh phục những thách thức mới không thích nghe lời của người khác mà luôn muốn người khác phục tùng mình tính cách độc đoán lại có phần quá mức tự tin nên thường bị cho là kiêu ngạo Người tuổi dần thường khó có thể phối hợp làm việc với người khác, họ thích sự cô đơn, cũng thường thể hiện tính cực đoan trong tính cách. Tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi dần, những ai thuộc cung dần luôn tìm kiếm trải nghiệm những gì mới lạ, họ có xu hướng khác biệt với đám đông và thích thiết kế nội thất trong nhà theo ý tưởng độc đáo, khiến người khác không thể bắt chước được. Người này hơi thiếu lãng mạn, họ giàu cảm xúc nhưng khi đã kết hôn thường thể hiện sự bảo thủ, cố chấp với bạn đời nên cuộc sống gia đình có phần kém vui tươi quen biết rộng nhưng lại không có nhiều mối tham giao họ thích đầu tư ngắn hạn mà thu lợi nếu làm việc gì trong thời gian quá dài thường dần mất đi hứng thú tuổi dần vẽ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm họ thật thà chân thành với mọi người không bao giờ lừa dối lợi dụng ai giữa đám đông tuổi hổ năng động nhiệt tình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh dường như những người này luôn lạc quan yêu đời không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống tuổi dần yêu thích không gian trong lành yên bình trọng mở của thiên nhiên thời còn trẻ những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ lúc nào cũng cười nói hồn nhiên không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tuổi những người này khá hào phóng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí không có kế hoạch bởi vậy tuổi dần nhiều lần gặp phải túng thiếu phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình muốn nhận được sự tán dương khen ngợi của mọi người ngay từ khi sinh ra người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi tuổi dần sẽ không chịu thua kém khuất phục bất kỳ ai bình thường những người này khá hài hước và hiền lành nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên tuổi dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng suy cho cùng đó đã là bản chất tuổi dần khó có thể khắc phục được tuổi dần khi hứa điều gì nhất định họ sẽ thực hiện dù có gặp phải nhiều khó khăn rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu bởi vậy tuổi dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng yêu quý trong cuộc sống họ là những người biết lắng nghe chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người phụ nữ tuổi dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút khi xuất hiện trước đám đông cô ấy luôn là người nổi bật nhất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh không những xinh đẹp phụ nữ tuổi dần còn rất thông minh tài giỏi họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp điều vị cho mình họ thích cuộc sống độc thân tự do thoải mái không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi dần có xu hướng kết hôn khá muộn ngoài thời gian làm việc cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm chăm sóc sắc đẹp họ có tâm hồn yêu thiên nhiên động vật và những đứa trẻ đàn ông tuổi dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc địa vị và quyền lực vì thế họ sớm trưởng thành có ý chí quyết tâm tự thân lập nghiệp họ thích làm việc độc lập không phụ thuộc ỉ lại vào ai trong công việc họ hành động quyết đoán và chắc chắn ít khi mắc phải sai lầm tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi dần là đa nghi không tin tưởng người khác những người tuổi dần khi còn trẻ đã ham học hỏi thông minh hơn bạn bè cùng lứa càng trưởng thành họ càng có đam mê tìm tòi khám phá những điều mới mẻ xung quanh nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn bình yên tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng thì tuổi dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền điều mà những người tuổi dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân họ dễ xúc động cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó mỗi cơn nóng giận đi qua hậu quả nó để lại không thể lường trước có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường nhưng cũng có lúc tuổi dần chán nản buồn phiền trên phương diện tình bạn người tuổi dần dễ dàng kết bạn được với những người tuổi hợi bởi lợn hiền lành nhường nhịn sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận trên phương điện gió tác làm ăn tuổi dần có thể hợp tác với người tuổi tốt tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài dựa trên sự trung thành tin tưởng lẫn nhau tuổi ngọ và tuổi dần nhanh chóng tìm được sự đồng cảm tiếng nói chung của mối quan hệ ngay từ lần gặp đầu tiên họ đều năng động nhiệt tình và cởi mở người tuổi ngọ sẽ là hậu phương giúp đỡ tuổi dần trong từng bước phát triển sự nghiệp nếu như kết bạn hợp tác với những người tuổi dậu mùi tý người tuổi dần sẽ gặp được nhiều may mắn khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ tuổi sửu sẽ là đối thủ ngang tài ngang sức của người tuổi dần nếu hợp tác làm ăn mối quan hệ của dần và sửu khó có thể duy trì lâu dài bởi mỗi người đều có mục tiêu quan niệm riêng biệt không ai chịu lắng nghe ai tuổi thân mưu trí nhanh nhẹn sẽ giúp tuổi dần có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống tuy nhiên trong cuộc chiến hổ sẽ dễ bị hạ gục trước mưu kế sự thông minh của khỉ tuổi dần và tuổi tỵ cũng khó có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong bất kỳ phương diện nào. Hai tuổi này có những nét tính cách riêng biệt, không giống nhau, điểm chung duy nhất là sự nhạy cảm, đa nghi. Nếu như thực sự thấu hiểu, yêu thương nhau thì tuổi dần và tuổi tỵ vẫn có thể chung sống hòa thuận. Sự nghiệp người tuổi dần Người sinh năm dần có thời thơ ấu bình yên hạnh phúc, tuy nhiên họ phải cực kỳ lưu ý thời thanh niên. Thời kỳ này vô cùng quan trọng, giai đoạn này rất gay gắt, có nhiều vấn đề cùng xảy đến một lúc, nào là chuyện tình cảm nào chuyện gia đình tiền bạc sự nghiệp đứng trước một lâu vấn đề như vậy phải đặc biệt cẩn thận sắp xếp một cách lý trí bằng không suốt cuộc đời khó mà an lành nhất là ảnh hưởng lớn đến tuổi già nói tóm lại người tuổi dần cả cuộc đời khá gian khổ và mạo hiểm nhưng đây lại chính là điều vui thích có biết bao vấn đề cần họ đích thân giải quyết người khác lại chẳng giúp được gì gặp khi cấp bách họ luôn có thể xoay ngược tình thế biến hung thành cát thứ quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc mà là những tín ngưỡng tinh thần bởi vậy họ thường không mấy để tâm đến mức độ kinh tế nhưng họ cũng không cần lo lắng về kinh tế vì có rất nhiều nguồn thu nhập nó thường được quyết định bởi lý tưởng và mục tiêu họ đang theo đuổi người tuổi dần không tham dự vào thương trường vì họ vốn không có lòng ham bê phất lên làm giàu cũng không phải là kẻ sùng bái đồng tiền cho nên ngoài địa vị và danh dự họ chẳng mong kiếm được nhiều tài lợi chỉ mong rủng rỉnh túi là được Tuổi dần thường quá chú trọng đến lý tưởng, luôn cho rằng cách mình kiếm được tài lợi là việc thực đáng kiêu hãnh. Theo họ điều này vô cùng quan trọng, vừa không tổn hại sự hoàn thiện nhân cách, vừa có thể giúp cuộc sống hiện thực thoải mái, dễ chịu hơn. Thông thường, họ không đưa ra những quyết định vội vàng cho những lựa chọn của mình mà vẫn có thể kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ. Dù có nguy hiểm, cũng kịp thời chuẩn bị trước khá kín kẻ, có tác phong thẳng thắn, dám nói dám làm. Con giáp này làm việc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm họ rất ham học hỏi cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới quyết đoán và dứt khoát họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời không e sợ trước cường quyền đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó chịu khổ để đạt được thành công tài lộc và công việc sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau có cơ hội thăng tiến hay không phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngán đường đây là những vấn đề không của riêng ai, không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh, đều rất quan tâm. Những người sinh năm hỗ hợp với công việc có tính cạnh tranh, trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi dần có giả tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, cũng không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể động lực đi đến thành công. Người tuổi dần luôn chiếm thế thượng phong và không ngừng tỏa sáng cho dù họ hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh tế tài chính, chính trị hay văn hóa nghệ thuật. Người tuổi này luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách khó khăn vì vậy mà họ luôn tất bật hơn người khác những công việc lãnh đạo quản lý như làm chủ công ty nhà chính trị cảnh sát hoàn toàn có thể phù hợp với họ một trong những ưu điểm của người tuổi dần trong công việc là tính chủ động sáng tạo họ luôn có những phương án sáng suốt để tháo gỡ các tình huống phức tạp mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc khi làm việc với những người tuổi này bạn nên ưu ái cho họ một không gian riêng tư thoáng đẳng có vậy họ sẽ phát huy tối đa sở trường của mình mang lại hiệu quả cao trong công việc Ngược lại, nếu làm việc ở môi trường chật hẹp họ sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc. Tài lộc người tuổi dần Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ giữ tài không hậu, vận tài lộc luôn điên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ không có kho không giữ được tiền vật các tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát ít phá tài theo luận giải tử vi trọn đời cho thấy người tuổi dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc đối với họ thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng là tinh thần chứ không phải tiền tài nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Những người này quan niệm rằng tiền bạc là vật ngoài thân, họ luôn lạc quan và vui tươi yêu đời. Khi có tiền họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân, vì thế mà tuy thu nhập không tồi nhưng tiền bạc tích lũy chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi, họ không có ham muốn phát tài. Ngoài địa vị và danh dự là hai thứ quan trọng trong cuộc đời, họ chỉ cần đủ chi tiêu là thỏa mãn với đời. Sức khỏe của người tuổi dần cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tối sát, cách gốc sát, dương nhẫn, hòa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính là vì gặp những họa trên. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi dần ngũ hành thuộc một, sức khỏe của người mệnh một thường rất dồi dào, tuy nhiên do gan đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa âm dương của tự nhiên nên những người này dễ bị mắc các bệnh về gan. Gan tàn huyết, điều tiết lượng máu nên người bệnh một còn dễ bị ứ huyết, gan còn tàn hồn có chức năng điều tiết tâm thần, khiến người này dễ mắc các bệnh về thần kinh, nên chú ý giữ tinh thần thư thái, trừ bỏ khí hàng, hạn chế nổi nóng làm được vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Vận mệnh của các tuổi dần Bính dần 1986, hổ trong rừng, lưu trung hỏa. Tính tình phóng khoáng, yêu tự do và thích mạo hiểm. Những người này từ khi còn trẻ đã có những ước mơ, hoài bão, ý chí lớn để xây dựng sự nghiệp. Họ ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao, tự lập với cuộc sống của mình. Tài năng lãnh đạo tốt đã giúp cho họ đạt được nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, được mọi người yêu quý làm việc rất khoa học, hiệu quả tuy nhiên lại quá nóng vội, đôi khi mắc phải sai lầm. Mậu dần 1998, khổ quá sơn thành đầu thổ. Là một người rất chăm chỉ, cần cù, đam mê với công việc và có nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Họ sống khá thực tế, luôn cố gắng vươn lên, đạt được những mục tiêu mình đề ra. Những người này không tin vào sự sắp đặt của số phận, họ tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Những người này rất coi trọng chữ tính, một khi đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Sự chân thành, cởi mở giúp người tuổi dần mệnh thổ có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng. Canh dần 1950, 2010, Hổ Xuất Sơn, Tùng Bách Mộc Họ thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc người khác không làm được. Những người này ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ tuổi, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn lao vẻ vang tuổi dần mệnh mộc làm việc khá chăm chỉ và khoa học họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước không sớm thì muộn những người này sẽ đạt được thành công trong cuộc sống nhâm dần 1962 hổ quá lâm kim bạc kim họ thích được chỉ đạo lãnh đạo người khác nhưng tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai những người này có cá tính khá mạnh mẽ độc lập linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế tuổi dần mệnh kim có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo và bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Điều đó giúp cho họ có thể nhìn nhận được đúng sai, phân tích vấn đề từ đó tìm ra giải pháp, con đường đi hợp lý. Tuổi nhâm dần thích hợp với những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Tương lai sẽ trở thành những ông chủ và chủ có địa vị cao trong xã hội, được nhiều người kính trọng, nể phục. Vận trình, tử vi trọn đời tuổi dần theo lưu niên. Năm tí Tử vi tuổi dần cho thấy, đây là năm bất lợi với người tuổi dần bản mệnh phạm sao thiên cẩu tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào làm việc thường gặp nhiều trắc trở ít khi suôn sẻ năm tí con giáp này nên ở nhà chuyên tâm gây dựng sự nghiệp hạn chế đi xa nhất là đi máy bay tránh rỗi nên đăng qua lại nơi cửa phật tránh làm chuyện ác bất nhân năm này có thể có thu hoạch nhỏ song đừng mong chờ quá lớn nên làm chuyện thực tế tránh xa nơi cờ bạc và chốn ẩu đả đông người để khỏi tai nạn bất ngờ hay tán gia bại sản Năm tiếng này, người tuổi hổ nên đeo một miếng ngọc bội có mặt Phật để cầu bình an. Cách giao thêm bạn hữu tuổi hợi sẽ có thể tăng phần các khí. Gặp chuyện dữ nên xin Bồ Tát phù hộ để tránh tai ương. Năm Sửu Theo luận giải tử vi 12 con giáp, người tuổi dần gặp năm sửu đại các đại lợi. Chuyện tốt tự tìm đến cửa, cần nhanh nhạy nắm bắt, chớ bỏ lỡ thời cơ. Đầu năm có hắc ngu đón đường, đi lại cần chú ý, tránh một phút bất cẩn mà tính mạng nguy nan. Năm này sức khỏe có chút vấn đề, hay đau đầu ốm vặt, sông trời đất phù hộ nên không thuốc mà khỏi, nên mang theo người trang sức phong thủy tính hỏa như đá hồng ngọc hay vòng vàng để đẩy hỏa hắc ngưu, kích vận thế càng thêm thịnh vượng. Năm dần. Theo tử vi trọn đời tuổi dần, năm bản mệnh, con giáp này bị hắc hổ chặn đường, lành ít dưỡng nhiều, nên cẩn thận kẻo tâm trí bất an, tiền tài thất thoát. Năm dần nhiều chuyện không được như ý nên người này rất hay phiền muộn, nên tránh những chuyện tranh giành quyền lợi, tranh quyền đoạt vị đây là những vận hạn mà người tuổi này gặp phải vào năm bản mệnh để trừ hung đón cát mang theo mình ngọc bội hình rồng sẽ thêm phần may mắn năm mão sau nguyệt đức chiếu rọi năm này dù gặp hoạn nạn nhưng ắt có người ứng cứu nên nhớ kỹ mọi chuyện đừng quá tham lam cũng đừng quá cầu toàn thấy đủ là dừng để lại cho mình đường lùi khi có tiền bạc nên tính kế đầu tư tiết kiệm cho lúc khốn khó năm mão người tuổi hổ sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành cũng có nhiều cơ hội cố gắng nắm bắt và lợi dụng thật tốt, chớ để cơ hội qua đi mà ôm hận trong lòng. Đây là thời cơ thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh, chuyển trọng tâm đầu tư hoặc học hỏi thêm lĩnh vực mới. Gặt hái nhiều thành công cũng đừng quá đắc chí, nên tích cực làm việc thiện để tăng thêm phúc phần. Năm Thìn Tử Vi tuổi Tý cho rằng, năm Thìn sao hung nhiều sao tốt ít, vẫn khiến người tuổi dần lên xuống thất thường, có nhiều biến động lớn trong cuộc sống, tài lộc thất thoát, mưu sự khó thành năm này chỉ nên củng cố sự nghiệp sẵn có, lấy lui làm tiếng, ổn định thu chi. Nếu có cơ hội hãy thử mình ở lĩnh vực mới, tuy nhiên nên suy xét kỹ càng, tuyệt đối không nóng vội mà làm việc thiếu suy nghĩ, chọn đúng thời cơ sẽ khắc chế điềm hung, đóng phút về nhà. Năm nay, hãy đeo ngọc bội có mặt lông phụng để tăng các khí. Năm tỵ Theo tử vi tuổi dần, đây là năm mọi chuyện ổn định, vận thế trung bình, tuy sự nghiệp có phần phát triển song thu ít chi nhiều, kết quả thu được chẳng đáng là bao, nên cẩn trọng khi hợp tác làm ăn với bạn bè, có điềm báo đường tài lộc nhiều trắc trở. Khi có tiền nên tính kế lâu dài, tiết kiệm tài chính, đợi khi thời cơ chính mùi mới quyết định đầu tư thì có khả năng thành công. Giữa năm gặp nhiều khó khăn, song sao thái âm chiếu rọi nên vẫn thế dần tốt lên, cuối năm việc gì cũng thành công, nên tập trung chớ đứng núi này trong núi nọ kẻo sôi hỏng bỏng không. Năm ngọ năm này vạn sự hanh thông người tuổi dần có cơ hội thăng tiến tài lộc cũng dồi dào có điều nên phòng hỏa tiểu nhân cầu tài cầu danh vạn sự như ý sông nên khiêm nhường đừng quá tự kiêu mà lạc cực sinh bi phúc phần mất hết vẫn thế con giáp này năm ngọ rất tốt nên ra ngoài đầu tư lập nghiệp khi kết bạn cần xem xét tìm hiểu kỹ càng cấm kỵ vì nữ sắc mà mất đi lý trí nếu không nghe lời khuyên thì chắc chắn sẽ có ngày hối hận cũng đã muộn mệnh căng có âm tướng cần chú ý quản lý tài chính cho tốt kẻo của cải sẽ lần lượt đổi nón ra đi. Năm mùi Vẫn thế năm này của người tuổi hổ khá tốt, sau nguyệt đức chiếu rọi, phúc phần không tồi, tuy có chút hao tài, bệnh tật sông đều không quá nghiêm trọng. Năm mùi con giáp này sẽ phải tha hương, vì tình hoặc vì lợi, hành sự thiên thời địa lợi, chỉ thiếu nhân hòa, cần nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tĩnh tâm tự tại. Tài lộc năm này không tồi, nên kết giao thêm bạn hữu, tránh kết oan gia, mở rộng mối quan hệ trong đó sẽ có quý nhân giúp đỡ qua cơn hoạn nạn. Năm thân Dần thân tương xung tương khắc, năm này người tuổi hổ dễ gặp bất trắc, đầu năm bị hỏa tiểu nhân, mưu sự khó thành, giữa năm chịu nhiều vất vả, khốn khó, cuối năm tuy có chút thu nhập song rất khó khăn. Tài lộc xấu là do cung mệnh xuất hiện sao giữ đại hào, không nên mạo hiểm đầu tư vào các tháng 1, 4, 7 và 12, các tháng còn lại cũng cần cẩn thận là hơn, nên tích trữ tài chính để phòng khi sa cơ lỡ vận năm dậu phúc tinh tử vi chiếu rọi người tuổi dần gặp giữ cũng hóa lành có điều vận khí quá vượng cũng dễ gây họa vào thân nên tiết chế biết điểm dừng làm giàu kiếm tiền cũng đừng quá ham mê nên mang theo mình mùa hộ thân tháng 2, 8, 10 và 12 vận tài lộc tốt có thể xem xét đầu tư các tháng 1, 3, 5, 9 và 11 nên cẩn thận kẻo tiền bạc thất thoát tán gia bại sản năm tốt năm tốt con giáp này vạn sự hanh thông sau hoa cái soi đường nên tài lộc dồi dào công danh sự nghiệp khai hòa nở rộ tháng tài lộc của người tuổi dần năm này là tháng 5, 9 và 11. tuy nhiên cần chú ý thêm về sức khỏe đừng quá mãi mê làm việc làm hao tổn tâm trí ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân ra ngoài nên chú ý giữ mình đừng quản chuyện người ngoài cố gắng kết giao với quý nhân làm việc thận trọng đặc biệt cẩn thận vào tháng 7, có thể nhiều rắc rối sẽ tới vào dịp này năm hợi vẫn thế người tuổi dần năm hợi có kém đi đôi chút nên giữ tâm bình an suy nghĩ quá nhiều có thể khiến sức khỏe sa sút vẫn may lên xuống thất thường nên làm việc cẩn trọng lấy lui làm tiếng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua đi người sống ở vùng quê nên đề phòng chó dại người làm kinh doanh phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo rảnh rỗi năng đi lễ chùa cầu phúc bồ tát cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn bệnh người tuổi dần với tháng sinh sinh tháng 1 tháng dần tiết đầu xuân mọi thứ đổi mới vùng vẫy tứ phương danh vang bông bề giao văn hưng thịnh cốt cách hiếm quý ý chí kiên cường được cả danh và lợi không lụy ai phú quý cát tường con hiền cháu giỏi sinh tháng 2, tháng mão tiết kinh trập chính là lúc xuất binh có đất dụng võ có chí vén trời lật đất dựng đại nghiệp góp kỳ công có thể thống lĩnh mọi người mưu lực trí tuệ thế như trẻ tre sinh tháng 3, tháng thìn tiết thanh minh có ngày nở mày nở mặt sẵn có uy quyền, mọi người kính trọng, ngưỡng vọng, có thể xung thiên lập đại công, địa vị cao, nhà cửa thì có khí tượng, mới xong vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Sinh tháng 4, tháng tỵ, tiếp lập hạ, trong trẻo, ấm áp, vân du tứ hải, nhà cửa đông vui, gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mục, anh em thân thiết, con cái đổ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng xung vầy, nuôi kẻ dạy thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi sinh tháng năm tháng ngọ tiết mang chủng có cơ hội để làm mình làm mình ăn có thái độ tôn nghiêm tiến thoái tự do văn võ kim toàn đảm lược hơn người lập đại nghiệp tính tình đông hậu bản chất kiên cường bất hòa với người cứ phấn đấu tiến lên khắc có cơ hội thành công khí thế quyền lực bị người ta làm khó tay trắng lập nghiệp phú quý thành công sinh tháng 6 tháng mùi tiết tiểu thử uống nước không có nguồn khác trái cổ chỗ nào cũng khó khăn khí lực có thừa tài lực không đủ, là nạn trời tạo, có hoài bảo sông khó tọa nguyện, vất vả, mất mát nhiều, tuy có tài năng sông không đắc chí, hiệp nghĩa can trường ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Sinh tháng 7, tháng thân, tiết lập thu hổ mùa thu đặc biệt lợi hại, tính khí kiên cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối, dễ như trở bàn tay, nạn vào nơi nước sôi lửa bỏng, chẳng ngại ngần gì, có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công sinh tháng 8, tháng dậu, tiết bạch lộ có tài nhìn xa trong rộng, trước sau như một, hiểu đạt bốn bể, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh, nhanh nhạy hoạt bát, văn chương cái thế, danh vang tứ phương. Sinh tháng 9, tháng tốt, tiết hàng lộ thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại, biết trách ai, có lực không xuất, sẽ ăn sạc cả núi, công việc buông lơi không gánh được trọng trách. Bụng đầy kinh luận, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ít mưu nghiệp lớn, chỉ trông đợi ở con cháu. Sinh tháng 10, tháng hợi, tiết lập đông, số xa nhà vất vả gian trung, mưu cầu khá suôn sẻ, có chí sông một thân một mình khó giữ, là người thông minh, nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí ôn hòa, thuận thời nghe mệnh ai thành công khác có ngày mãn nguyện. Sinh tháng 11, tháng Tý, tiết đại tuyết, nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan ưu sầu không thôi, có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoán mệnh, giao vận phức tạp, trắc trở, gặp gền, tai họa bất ngờ, hiểm nguy chờ sẵn, phải luôn cẩn thận. Sinh tháng 12 tháng Sửu, tiết tiểu hàng lo âu dồn dập, lành ít dữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, cái ăn cái mặt không đều, đề phòng hỏa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở, mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài, thận trọng cũng là điều may vậy tình yêu của người tuổi dần thông thường vận khí của tuổi dần khá tốt kể cả khi họ chẳng mấy tích cực theo đuổi người khác thì vẫn có người thầm thương trộm nhớ hổ có một sức thu hút lạ lùng khiến người ta theo sau một cách vui thức nhưng trong tình yêu chỉ có tình cảm nhất thời nên thường thất bại là một người yêu ghét rõ ràng nên khi yêu sự sôi nổi lương thiện của hổ chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm động và nảy nở một mối tình lãng mạn với tính cách vui vẻ và dễ thương những người tuổi dần luôn có bè bạn xung quanh mình khi yêu nhau họ luôn cháy bỏng và đam mê nồng nàn và quyến rũ họ mang bên mình niềm hào hứng trước những gì khó khăn nguy hiểm nồng hậu và rộng rãi người tuổi dần sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất trong những tình cảm gần gũi và yêu thương sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm không đáng của người yêu tuy là một người dũng mãnh song tình cảm của người tuổi dần khá mẫn tiệp và phong phú vì vậy họ sẽ là một người tình thú vị nhưng đôi khi thường quá nhiệt tình khiến người khác ngại ngần còn bản thân mình lại say đắm quá mức nữ giới tuổi dần thích kiểu tình yêu lãng mạn, mối tình đắm say như Romeo, Juliet trong tiểu thuyết, hơn nữa còn thích cất giữ mối tình của mình trong tâm, mãi mãi không phai. Nhưng do bản tính nhiệt tình, lòng chiếm hữu mạnh, khiến nữ kia của họ có cảm giác khó thích nghi, thậm chí còn có thể bực bội. Nữ tuổi dần thích sự sôi động, chán ghét cuộc sống gia đình đơn điệu nhạt nhẽo. Sau khi kết hôn, họ mong ước cùng chồng sống một cuộc sống sôi nổi, lãng mạn và mong chồng mình sẽ bảo vệ mình hệt như một người tình có thể cho họ cảm giác âu yếm, vỗ về ngọt ngào nhất. Họ không chịu đựng được sự cô đơn lặng lẽ, luôn ước ao về cuộc sống náo nhiệt, không ràng buộc. Hơn nữa, nữ tuổi dần lại là một người chuyên chế, mọi việc trong nhà thường do chính họ đảm đương, nên người chồng có thể chuyên tâm công tác, chẳng phải bận lòng về chuyện gia đình. Nam giới tuổi dần có quan điểm về tình yêu khá mãnh liệt, thích chi phối người khác, ý thức về cái tôi khá mạnh, họ không thể chấp nhận thất bại trên đường tình và cũng không cố ý giấu giếm thói xấu của mình. Thái độ về tình yêu của họ cũng mãnh liệt, cũng mãnh liệt như một chú hổ, họ biết cách lấy lòng bạn gái, cũng chẳng quá tính toán khi rút ví, cho nên rất được các cô gái say mê, nhưng phải chú ý một điểm rằng, nam giới tuổi dần thích chi phối người khác, một cô gái có tính độc lập cao sẽ không thích hợp với họ lắm. Người tuổi dần có khuynh hướng đề cao bản thân nên họ tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Cuộc sống của họ sẽ chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng ngược lại sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ khó tránh khỏi trong cuộc sống gia đình nam tuổi dần có khuynh hướng đề cao cái tôi muốn vợ làm mọi việc theo ý mình nhưng khi sống lâu với họ sẽ phát hiện ra nội tâm của họ cực kỳ lương thiện đôi khi dù giận dữ đùng đùng nhưng chỉ cần dịu dàng lấy lòng họ một chút thì cơn giận tan biến rất nhanh tuy nhiên cũng có một số nam giới tuổi dần sau khi kết hôn có thể bị hấp dẫn và nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác họ cũng sẵn sàng bất chấp tất cả cho tình yêu đó đó chính là điều mà người vợ của họ cần lưu ý trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Một điều đáng nhắc đến là tuy nam giới tuổi dần có vẻ bề ngoài cương nghị nhưng nội tâm lại khá cô độc. Vận mệnh người tuổi dần khi kết hợp với những tuổi khác. Người tuổi dần cũng khá uy nghiêm, giỏi về quản lý, tự đưa ra quyết sách đúng đắn, thực lực cũng khá, biết cách nắm thời cơ. Tuy nhiên, về kiến thức chuyên môn kinh doanh thì tuổi dần lại có phần khuyết thiếu. Vậy, người tuổi dần có thể hợp tác làm ăn với tuổi nào? với tuổi tí không tốt cho lắm nhanh chóng tan trả hoặc gặp nhiều thất bại với tuổi sửu người tuổi dần nếu hợp tác với người tuổi sửu thì việc kinh doanh sẽ gặp nhiều thất bại bởi người tuổi dần không chấp nhận được thái độ duy vật chất của người tuổi sửu trước sau gì cũng tan trả với tuổi dần sự hợp tác không được tốt cho lắm bởi vì cả đôi bên đều khuyết thiếu thái độ nhân sinh cùng ý tưởng kinh doanh với tuổi mão có thể làm cộng sự đôi bên bổ trợ cho nhau Người tuổi dần sẽ cảm thấy có lợi cho mình nên nguyện ý hợp tác nhưng người tuổi mão thì nên cẩn thận chút, bởi người tuổi dần tính tình không được tốt cho lắm. Với tuổi thìn, người tuổi thìn và người tuổi dần nếu hợp tác thì sẽ đạt hiệu quả khá cao bởi cả hai cùng có năng lực siêu phám, lại có sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Với tuổi tỵ, hợp tác không tốt, dễ tan vỡ. Với tuổi ngọ, không nên hợp tác. Với tuổi mùi, có thể hợp tác nhưng không được lâu dài. Với tuổi thân, có thể tiến hành hợp tác. Với tuổi dậu, tuyệt đối không thể hợp tác, đôi bên thường có những ý kiến bất đồng, thường xuyên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, nếu có thể hợp tác thì cũng cũng khó đảm bảo ích lợi công bằng cho đôi bên. Với tuổi tốt, có thể hợp tác nhưng mối quan hệ giữa họ là thiên địch, nên ngoài lĩnh vực kinh doanh thì lĩnh vực nào cũng có thể hợp tác. Với tuổi hợi, có thể hợp tác ngắn hạn thời gian dài sẽ xuất hiện nguy cơ bởi người tuổi dần luôn có xu hướng uy hiếp người tuổi hợi nhưng đôi khi chính người tuổi dần lại không biết hành động của mình ảnh hưởng tới người tuổi hợi khi hợp tác hay kinh doanh buôn bán người tuổi dần cũng nên quan tâm đến việc chọn ngày tốt xấu xem lịch âm dương để chọn được ngày lành tháng tốt cho việc kinh doanh được thành công suôn sẻ